Ok, xin chào tất cả các bạn đã cùng trở lại với channel của Minh Nam Vlog kiếm tiền online. Thì ở trong video này Minh Nam sẽ gửi đến cho các bạn về một cái con web, đồng thời là một con app mà để các bạn có thể là kiếm các cái đồng ACAP và các bạn swap sang đồng USDT để rút USDT về ví như là Onert này, hay là ví Chất Wallet, hay là MetaMask các bạn nhá, vân vân các loại sàn. Đấy, thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào đường link đăng ký mình để dưới phần comment của video này, hoặc là các bạn quét cái mã QR ở đằng góc bên tay phải dưới cùng bên này các bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng tạo tài khoản của Minh Nam. Đầu tiên cái phần địa chỉ email này, các bạn điền giúp Minh Nam địa chỉ email vào đây. Được chưa? Đó, tiếp theo các bạn nhập mật khẩu đăng nhập này. Đó, tiếp theo cái mã xác nhận. Thì bây giờ các bạn sẽ điền giúp Minh Nam cái mã xác nhận mà nó gửi qua cái địa chỉ email của các bạn vào. Nếu như mà các bạn không thấy ở trong thư mục chính, các bạn hãy tìm trong mục thư giác nhé, để chúng ta thấy được. Và bạn bấm đăng ký ngay. Rồi, nó báo là đăng ký thành công, vui lòng đăng nhập. Minh Nam sẽ lưu cái tài khoản này lại. Đó, và Minh Nam bấm đăng nhập. Bởi vì thấy rất là nhiều người người ta chia sẻ đến cái dự án này cực kỳ là ngon. Được chưa? Đăng ký nó sẽ tặng ngay cho các bạn đó là $100 đầu tiên để chúng ta cùng tham gia. Đó. Và chúng ta sẽ kiếm được cái những cái đồng ACAP này, và chúng ta sẽ swap sang đồng USDT, TRC20 hoặc ERC20 để các bạn rút về nhé. Đấy, tỷ giá của cái đồng ACAP này hiện tại đang có giá đó là 0,196424 đô. Đấy, cứ cho là xấp xỉ 0,2 đô các bạn nhé. Đó, số lượng phát hành này đó là 1 tỷ hay là 10 tỷ cái đồng ACAP này nhá. Đấy, giới thiệu nền tảng này, đối tác này, Binance này, Nokzone này, Baderton này, Atomico này, hoặc là các nền tảng truyền thông mạng xã hội như là Telegram, Twitter hoặc là Facebook, được chưa? Đấy. Đầu tiên các bạn sẽ vào đây và các bạn có thể là click cho Minh Nam vào phần là trò chơi vòng quay này. Nó giữ nguyên, tức là nó chưa được tham gia. Và đây các bạn điểm danh hàng ngày nhé, các bạn bấm nút là đăng ký vào. Được chưa? Đăng ký vào, đây là Minh Nam chưa có số lượt quay nào mà Minh Nam sẽ phải đăng nhập ở đây nhá. Tiến trình đăng nhập 0/7 ngày. Các bạn đăng nhập liên tiếp được 7 ngày, các bạn sẽ nhận ngay được là $100 nữa. Đấy, tức là bây giờ hiện tại các bạn đăng ký tài khoản thành công đã có $100 để các bạn dùng thử nhận lãi trong vòng 3 ngày. Và chúng ta phải điểm danh tiếp 7 ngày nữa chúng ta mới có tiếp $100 nữa. Được chưa? Đấy, bây giờ Minh Nam sẽ bấm nút đăng nhập này. Rồi, và đồng nghĩa việc khi mà Minh Nam đăng nhập thành công 1 ngày và chúng ta đã có được một vòng quay, và Minh Nam sẽ bấm nút go để quay vòng. May mắn chúng ta nhận được đồng ACAP. Đó, Minh Nam nhận được ngay một đồng ACAP. Như vậy là Minh Nam đã có ngay được là 0,2 đô trong tài khoản rồi. Đấy, được chưa? Xác suất trúng thưởng như sau này. Giải thưởng số 8 này không trúng 30%. Đấy, 30% cái tỷ lệ là không trúng các bạn nhá. Đó, 25% là sẽ được một ACAP, 25% nữa sẽ được một USDT, một USDT, và 10% được 3 ACAP, 5% xác suất chỉ được 3 USDT. Và cái xác suất mà để các bạn trúng được 2.500 đô ở trên cái trang web này chỉ là 0,01%. Đấy, tức là 1 tỷ người thì khả năng được 1 người trúng, được chưa? Đấy, chúng ta bấm nút trở lại. Và bây giờ Minh Nam sẽ có thể là vào trong cái phần đó là tài sản. Các bạn thấy ở đây, Minh Nam đã có ngay cái giá trị đó là 1 ACAP. Đấy, tương ứng với lại là 0,19 đô, cứ cho là 0,2 đô đi. Và cái airdrop ở đây đó là chưa có. Đấy, còn USDT là khi nào các bạn swap thì các bạn mới có thể là có cái đồng USDT ở đây. Đó, những cái dạng web này thì nó giống như là những cái dạng web mà ngày trước Minh Nam chia sẻ với các bạn. Đó, để chúng ta cùng tham gia về, được chưa? Và cái USDT phần thưởng các bạn thấy này, đó là 100 USDT. Đó, được chưa? Và bây giờ chuyển nhanh chóng, chuyển vốn nhanh chóng, không áp đặt này. Và các bạn có thể click vào cho Minh Nam vào nút cầm cố. Đấy, chúng ta đã có 100 đô nhé, các bạn click nút cầm cố này. Nút cầm cố ở đây thì Minh Nam sẽ chọn cái chu kỳ ở đây. Số dư tài khoản này bắt đầu từ 100 đô vì chúng ta đã được tặng 100 đô rồi chứ ạ. Minh Nam sẽ bấm nút ngày này. Ngày ở đây thì Minh Nam thử chọn cái lãi suất là 7 ngày xem. Đầu tư lại thì Minh Nam bấm nút cầm cố. Nó ghi là số dư không đủ. Số dư tài khoản không đủ này. Rồi, tài sản thì chuyển khoản nhanh chóng, không áp đặt. Hồ sơ rút tiền này, đội ngũ này, tài sản này, 100 đô la thưởng này. Chuyển, ok nhá. Mình sẽ phải chuyển cái phần thưởng. Đây, thưởng airdrop này. Chu
chúng ta sẽ phải chuyển từ cái USDT phần thưởng đội ngũ này, tài sản cầm cố này. Ở đây mình làm thử 100 đô nhá. Chu kỳ ngày mình làm chọn là 3 ngày. À rồi ok nhá. Số dư thưởng đây này, 100 đô này. Và chúng ta chỉ được chọn cái mức độ đó là 100 đô này với cái tỷ lệ đó là 3 ngày. 1/1%, được chưa? Đấy, 1/1%. Và các bạn phải điểm danh hàng ngày thì chúng ta tham gia được nhá. Đấy. Đây, nó lấy 100 đô cầm cố để nhận lãi được vào đây. Có đã hoàn thành, và khi mà đã hoàn thành rồi nó hiển thị ở đây các bạn nhá. Còn cái phần chuyển này thì các bạn có thể chuyển từ đồng ACAP sang cái đồng USDT. Thì ví dụ mình Nam đang có sẵn một đồng ACAP. Đấy, tỷ lệ nó lại xuống rồi này. Nó lại xuống thành 1,86 đô. Mình sẽ trở lại trang chủ nhá. Tức là nó vẫn có cái tỷ lệ đang tăng là 12,80%. Đó. Mà bây giờ các bạn tham gia vào đây thì chủ yếu chúng ta sẽ có thể là đầu tư. Đây là một trang web đầu tư rất là ngon. Thấy nhiều người chia sẻ là như vậy. Đấy, còn mình thì mình sẽ không đầu tư, được chưa? Bạn nào muốn ăn giày thì chúng ta sẽ tham gia đầu tư vào đây. Còn không chúng ta sẽ cử chỉ có chơi free cho mình Nam thôi nhá. Đấy, đội ngũ này. Cấp độ tiếp theo đó là cấp độ V1. Hiện tại mình đang ở V0, được chưa? Thu nhập thụ động này, tỷ lệ doanh thu động này, người dùng trực tiếp là người cấp mới, thành được cấp mới này, thu nhập cầm cố cấp dưới, cấp 1 đó là 15%, cấp 2 là 0,7%, tức là 7% ấy, cấp 3 là 3%, được chưa? Các thành viên trong nhóm cam kết lên tới 50.000 đô, không bao gồm khoản dư, khoản đầu tư của chính họ, và nhận 10% cam kết của nhóm. Đấy, tức là những cái nhóm này tham gia này. Còn khi mà chúng ta tham gia vào đây ấy, thì các bạn chỉ cần đó là điểm danh hàng ngày, được chưa? Điểm danh hàng ngày. Đây, nó có cái phần là đăng ký vào này. Đăng ký vào nhá. Mỗi một ngày điểm danh ở đây, các bạn điểm danh được một ngày thì chúng ta sẽ có một vòng quay may mắn. Và khi mà đã có vòng quay may mắn đó rồi thì các bạn có thể là quay cái vòng quay may mắn này và nhận cho mình đó là từ thấp nhất đó là một cái đồng ACAP, và cao nhất đó là giải thưởng là 2.500 đô từ trang web này. Đấy, các bạn nhận ACAP cũng được. Các bạn cứ điểm danh mỗi ngày, nó có cái nhiệm vụ điểm danh này nhá. Và cứ hết cái chu kỳ 7 ngày này nó lại reset lại thì phải. Đấy, nó lại reset lại cho chúng ta điểm danh lại từ đầu thì phải. Tức là hết chu kỳ 1 tuần nó cho các bạn trải nghiệm nhá. Đấy, đăng nhập liên tục 6 ngày, 2, 4, 6, 7 7 ngày nhá. Lại ghi là đăng nhập liên tục 6 ngày thì chúng ta sẽ có thể là nhận được 6 cái lượt quay này. Đấy, và những cái lượt quay này, ví dụ hôm nay Minh Nam quay được 1 ACAP thôi, ngày mai vớ vẩn Minh Nam lại quay 1 đô hoặc là 3 đô hoặc là 10 ACAP thì sao, đúng không? Đấy, đó, và các bạn cứ điểm danh này. Còn khi mà mời bạn bè tham gia thì nó cũng chả mang lại cái lợi nhuận cho chúng ta đâu. Nó chỉ có cái việc đó là các bạn tham gia vào đây mà các bạn kiếm tiền từ cái việc các bạn điểm danh thôi, nếu mà các bạn chơi free. Còn khi mà các bạn tham gia vào đây mà các bạn chơi cách đầu tư ấy thì các bạn có thể nạp tiền vào. Nạp tiền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp này. Đây là một cái trang web mà không phải cá cược cho nên là Minh Nam thì hướng dẫn các bạn nạp tiền, ok. Đấy, thì đầu tiên các bạn sẽ quét cái mã QR này. Nó cho phép các bạn nạp tiền qua hai cái nền tảng, là một cái mạng lưới là TRC20 hoặc là ERC20, được chưa? Đấy, mỗi một cái nền tảng nó sẽ có một địa chỉ ví khác nhau. Các bạn nên chọn qua TRC20, được chưa? Chỉ có thể gửi USDT vào địa chỉ này và gửi tối thiểu là 1 đô, được chưa? Đấy, nạp tối thiểu 1 đô. Đó. Rồi, còn về trang web này nó chả có gì. Cái đội ngũ này, các thứ này, trang chủ này. Tiếp theo nó có phần mời. Mời đây thì đây sẽ là cái mã mời của Minh Nam. Minh Nam sẽ để dưới phần mô tả, hoặc là Minh Nam sẽ để cái mã QR này cho các bạn cùng tham gia các bạn nhé. Đấy, bạn nào yêu quý có thể là quét mã QR ở bên góc phải màn hình. Mà bắt buộc phải có mã QR. Sorry, các bạn phải bắt buộc phải có mã mời thì các bạn mới có thể là tham gia được. Phải cứ thể đăng ký được. Đấy, mã mời của Minh Nam là Orel 9 ORE L cao và số 9, được chưa? Đấy. Đó, và lưu vào máy, các bạn thể lưu cái này vào máy này. Đấy, Minh Nam sẽ để cả đường link này dưới phần mô tả cho các bạn luôn nhá. Đó, thì Minh Nam đã nói rồi, điểm mới của Minh Nam hiện tại khi mà làm video thì mình sẽ đính kèm một cái mã QR. Đó là liên kết đến cái trang web này thì các bạn cùng đăng ký. Đấy. Còn trò chơi vòng quay này giữ nguyên này, nó vẫn đang bảo trì thì phải. Đây, trò chơi vòng quay này nó ghi này. Trò chơi Rotary, Zolotti nóng bỏng làm mưa làm gió trên toàn thế giới, nó ghi là sắp ra mắt. Đấy, tức là nó sắp ra mắt thôi nhá. Đây, có website chính thức của chúng ta đây. Đó, các bạn thể đọc những cái phần thông tin ở đây này, được chưa? Đó, rồi
Thì để mà tham gia thì Minh Nam sẽ hướng dẫn như vậy nhá. Còn khi mà rút tiền đây, hướng dẫn các bạn nốt cái phần rút tiền này. Rút tiền đây thì các bạn cũng có thể rút. Rút ở đây thì các bạn sẽ rút được cũng về hai địa chỉ là TRC20 hoặc là ERC20. Thì Minh Nam khuyên các bạn là rút về TRC. Còn ERC các bạn thấy này, phí giao dịch này chưa, chỉ cần các bạn nạp 1 đô nhá. Các bạn rút 1 đô thì phí mạng lưới các bạn đã là 10 đô rồi. Đấy, còn TRC20 này phí giao dịch chỉ là 1 đô. Thì bây giờ ví dụ Minh Nam rút 500 đô. Được chưa? Đấy, thì cái phí nó cũng chỉ là 1 đô thôi. Còn khi mà bạn rút về ERC20 nhá, mà các bạn rút 500 đô thì cái số tiền rút đó là vẫn ở đây, nhưng mà lại trừ thêm đó là 10 cái đô tiền phí nữa. Đấy. Còn cái loại tiền này các bạn chọn USDT mà nó chỉ hỗ trợ các bạn rút về USDT thôi các bạn nhá. Đó. Rồi, còn Minh Nam vừa mới quay được một cái đồng ACAP này thì mình sẽ để đây. Phần thưởng airdrop thì nó ngoài ra chắc chắn nó sẽ có tạo thêm nhiều cái phần thưởng airdrop nữa để cho chúng ta cùng tham gia. Và lúc nãy thì USDT phần thưởng ở đây thì có 100 đô thì Minh Nam đã đem đi đầu tư rồi các bạn nhá. Đấy, khi mà đăng ký tài khoản thành công, các bạn vào ngay cho Minh Nam ô cầm cố. Nó sẽ ghi là số dư tài khoản này và nó sẽ ghi ở đây đó là số dư tài khoản thưởng. Đấy, các bạn chọn vào đây. Đó, nó ghi là mình sẽ chọn chu kỳ ngày, đó là các bạn chọn chu kỳ ngày 3 ngày cho mình. Đấy, nó sẽ ghi sang thành số dư thưởng. Đấy, chúng ta dùng số dư thưởng. Còn những cái trang, còn những cái nền tảng khác như 30 ngày các bạn thấy ghi là số dư tài khoản. Đấy, là cái này chúng ta sẽ phải đầu tư tiền vào. Hoặc là một ngày cũng sẽ là số dư tài khoản các bạn nạp nhá. Đấy, còn chu kỳ 3 ngày ở đây nó mặc định là số dư tiền thưởng để cho các bạn trải nghiệm rồi. Ok. Đó. UID các thứ vân vân này. Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh. Đấy, bạn nào quan tâm thì link đăng ký bên nào sẽ để dưới phần bình luận. Và các bạn có thể là quét mã QR ở bên góc tay phải màn hình dưới cùng để các bạn cùng tham gia của Minh Nam nhé. Đấy, và nếu video của Minh Nam hay hãy cho Minh Nam xin một lượt like và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Minh Nam Vlog kiếm tiền online để cập nhật những dự án mới nhất. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.